Hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh con lợn cute. Đầu tiên các bạn vẽ cho mình một hình chữ nhật nằm ngang. Hình chữ nhật này nó sẽ là đầu con lợn. Tiếp theo các bạn vẽ cho mình một cái hình vuông ở bên dưới nhỏ hơn để chúng ta sẽ vẽ người con lợn. Tiếp theo các bạn vẽ cho mình một đường cong ở giữa để cho nó cân đối. Và bắt đầu vẽ con lợn. Đầu tiên chúng ta vẽ cái nét ở bên trên làm đầu con lợn. Sau đó chúng ta vẽ hai đường lên bên trên để chúng ta kéo xuống như này để thành tai con lợn. Bên này cũng như vậy, kéo lên và kéo xuống. Tai con lợn hơi cụp cụp, nó khác với tai những con khác. Sau đó các bạn vẽ tiếp hai đường kéo xuống hai bên và nối tiếp xuống thành hai cái má con lợn. Đấy, hai má con lợn hơi phình phình một chút đấy. Các bạn nhỏ nhiều bạn má cũng phình phình như thế này. Tiếp đến ở giữa cái đường ngang chúng ta vẽ cái mũi con lợn. Mặt thì to mà cái mũi thì rất là nhỏ. Và cái miệng xinh. Tiếp theo vẽ hai mắt là hai hình tròn cân đối và chúng ta lại vẽ hai hình tròn ở bên trong nhỏ nhỏ và tô đen ở giữa để cho mắt long lanh. Sau đó vẽ hai cái chấm ở hai bên chúng ta trang trí. Và bên trên trống chúng ta sẽ vẽ hai cái lông mày. Vậy là đã xong mặt con lợn. Tiếp đến chúng ta vẽ hai chân con lợn nha, hai chân con lợn. Chân con lợn thì nhỏ thôi, với cái móng màu đen. Phong cách vẽ theo kiểu cute thì cái đầu thì to nhưng mà cái người thì lại nhỏ. Mọi thứ đều nhỏ, thế là đã xong hai chân con lợn rồi. Ở hình vuông bên dưới chúng ta sẽ vẽ hai đường kéo xuống để chúng ta vẽ thành người con lợn. Rất đơn giản và chúng ta kéo như thế này thì sẽ thành hai cái chân con lợn. Nối hai chân vào nhau và cuối cùng chúng ta chỉ vẽ cái đuôi xoắn xoắn như này là xong thôi. Vậy là bức tranh con lợn vẽ vô cùng đơn giản đúng không các bạn? Bây giờ các bạn tẩy sạch nét chì đi, sau đó là chúng ta sẽ tô màu theo sở thích của mình nhé. Bạn nào thích tô màu gì thì tô, nhưng con lợn thì thông thường tô màu hồng hồng sẽ đẹp. Đấy, video rất là đơn giản thôi, rất nhanh. Vẽ theo hình chữ nhật này thì bạn nào cũng vẽ được. Theo phương pháp này thì tất cả các bạn để vẽ đều dễ. Đấy. Các bạn phải sạch nó đi. Sau đó là sẽ tô màu. Các bạn xem hay thì follow kênh nha. Để xem những cái video mới. Video hôm nay ở đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.